cái đồ nó ngọt. Nôm nổ ở bờ đó nè. Trời miền Tây ăn từ lâu ăn sợ từ lâu nhom pi mà chăng thịt nhà côn anh ấy kịp phơi ruồi cho xanh món rồi nọ phơi ruồi xanh cho hai tay chăm được vô mắt đốt món á có tao miếng lươn chăng đi hơi nôm nôm chăng nôm chăng cho lấy nôm chăng snow ai là một mình chặt ăn chơi nữa. Cái mang bán bay chỉ cá mình nhở? Lụ chặt off mà xa hả? Ừ, đưa bị smart nè chặt off hả? Nấu mà tăng mong bắn. Đúng rồi. Bắn. Nhưng mà trôi giờ là bị chơi như nắng lâu quạt được hà nè. Chỉ cắt ấy dòng tinh nôm từ chiên và nôm đất ấy còn đang rồi cá bạ rô đấy nè lâu ăn cái mau tạt lại đang nghe chắc ngỏ ra miền tạt lại nhóm mình luôn chứ mà tha thì khá trong rô từ lâu ăn đang tinh nà dạ mùi pram rồi chị ăn mà chị cả mà chị ăn con pram miền con đẹp tầng bá là chắc ngọc ngon mà đẹp tinh đâu mà nó còn pram ồ miền phi tầng bá miền phi đô ngon phải không miền phi đô chiết miền phi đô chiết bây giờ đuôi thấy chị vô bỏ vô về mặt ha chẳng nữa cha ha là ngụt tới nhưng ăn tại vì lò mà nó cứ vô thì chắc chắc nè tôn tích tích vậy tay mà sạc kia cái hai chân sạc kia còn ngay nhà mau che đi cho tinh tinh lại mình phong đấy còn đôi tích tôi chạm đón lâu mới mà tay ngay mọc mai nhớ cái nè thì nó nè mau tinh pin ra nạc rí ấy cho tinh hô hai đai nó mà cái trong nhầm để ta cái thloap bà men lụi chàng cái lạnh đã chạy ăn nó chết khu xa mà cái lạnh hàng thiệt sâu mà cái lạnh nhầm năng mà cái lạnh bà con trai cái thloap nhầm thần à đưa ta thử chất kế cái mau thần năng từ từ ơi lại nhanh lại nó tươi mót tươi lạnh năng dạ lực lại nó những chua kê đi bây giờ mình mà tới sông chăng kẹt hay luôn ồ đập đuôi thật thí à dạ đập đuôi nhóm năng bà mà bà môn dạ xong thì tiêu bồn thịt phi đó có bật bật lần bao tiêu thịt tiêu à dạ và rồi hai lần hai con nắng á có rồi con nắng mình mới là cái chết rồi làm cái nông là tới tầm ban chiều tây sáng đấy dạ nhà kêu thì sao không ai dùng từ lúc đó cho mẹ nữa mình là gặp bật chơi một ngày bao nhiêu mà đồng tăng ở đom rồi đấy rồi đóng trăm mươi nữa là tôi bự mình được thoát không nên chích chuối cho một bò dương thịt đất cho nó mình nhau cảm ơn mình sẽ quạt trên mua mới trai bia nó mình đã không cần phải xong hàng hay dừng đi tiền phải xong hàng hay bao cả lọc thêm mà xa thì có đo việc lọc ra còn bây giờ là khăn khăn đây này này khăn nâng hay khăn nâng hay đau mà xa thì đau chậm là đây rồi
ឲ្យចាំសោះឲ្យចាំមកជុំហ្មងចាចាលោកអើយមកជុំណាមកគាត់ដែរបាទគាត់ប្រៃនំគាត់ប្រៃចេកចឹងបានណាចេកក៏មានប្រយោជន៍ច្រើនយើងអាចយកមកហាំងបានញ៉ាំទុំធ្វើដំណាប់ចេកធ្វើឆានបានទេមីងចេកចាបើចេកធ្វើចេកឆាបចេកឆាបបានច្រើនមុខហ្នឹងហើយឡើងញ៉ាំទៅអត់វាអត់ទៅទុកឲ្យយើងទេជំនួយកាពះទៀតចាបាទចឹងចេកមានប្រយោជន៍ច្រើនណាចេកនឹងដាំចេកច្រើនដាក់មកធុំហ្មងបាទជួយមកទិញទៀតនៅតាមស្រុកជនបទតាមភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយនោះខ្ញុំទៅទិញនំពងសោមអាតលងដុតអត់តនគេទេព្រលឹមឡើងគេទិញអស់ហើយនៅខាងណាខាងស្នួលណាគេទិញចូលចកាចូលអស់ហើយនំក្លូចនំពងសោមនោះទិញបានហូណា2000ខ្ញុំមានលុយរីអត់ចាំតិចតិចមិនញ៉ាំក្រាន់តែពីអ្នកញ៉ាំអត់ទេយូរឆាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎នំដលងម៉ាននំដលង5000ដលងដុតបានដកនំមកអស់បាត់ហើយណាឡើយនិយាយទៅដល់ដៃយើងទៅចាក់ហូរទៀតໄວត្រូវហើយបើដល់តាមទៀតអាចទៅរងេតមកព្រោះនេះលោកតាមិនបានទៅខកឈូសនោះដៃដែរអូ5000ហូរដល់ពេញហ៎នេះមានទៀតអូលោកគុននេះចាស់នេះទឹកអីគេទឹកទីអូតែបន្ទុននេះអត់ឆ្អិនទេដល់ដៃទឹកទីវាយើងប្រឡាក់លើចានេះទៀតអូនេះវាមានពណ៌ឈ្ងុយអូតលងវាហូបស្អែកណាស់1000ក៏មាន1500ក៏មានចា1000ទឹកអំបិល1500មានដូងមានខ្ទិះទៀតចាលោមួយ500ទៅចំណុំនេះ500ដែរណែម500ដែរ500បាទ500 500ចាបាទហើយខ្មិចខ្មិចក្តៅក្តៅជប់ឡានទិញហូរហែម៉ូតូអីមកទិញហូរហែបានឈប់វិញខ្ញុំហ៎ម៉ោង5អូទៅតមួយថ្ងៃដល់ល្ងាចហ្មងចាផ្ទះនៅណាមិញផ្ទះខ្ញុំចូលតាមរុំភ្លឺទៅចូលទៅក្នុងនោះឯងណាអូអត់នេះចូលទៅចេះទៅពុះរុំភ្លឺបន្តិចបាទនៅចិត្តនោះដែរចាបិទច្រាំនេះណាចា